Con quách nó mới có gần 6 năm thôi mà nó bị bệnh nhiều quá. Hết bị sạn bàng quang, bây giờ tới viêm đường tiểu. Tiểu không được nữa rồi. Thì bác sĩ cho thuốc đem về uống. Mà viên nào viên ấy nó bự quá. Mỗi lần đút thuốc là phải đút cho nó vô. Chứ này không vô là chắc nó nhả nó ói á. Mình tính chia ra làm 2 làm 3 mình đút. Nhưng mà một viên vậy mà mình đút sâu vô trong á thì nó sẽ uống luôn, nó không có đề phòng. Chia làm 2 làm 3 nó sẽ đề phòng, nó không có chịu hạ họng ra. Cái bộ hút vuốt nó cho nó không đề phòng. Clip này mình quay chậm nha. Rồi một tay dở cái miệng nó lên, tay kia thì cầm thuốc, làm nhanh để thuốc sát vô trong cổ họng cho nó nuốt luôn. Chứ đừng có để nửa chừng mà lỡ nó ngậm thuốc nó thấy đắng hay nó có mùi là nó ói chết luôn á. Rồi nó ngậm viên thuốc vô thì mình vịn cái miệng lại, mình vuốt cái cổ cho nó nuốt. Nhầm đứa mình quen thì mình làm dễ nha. Còn nhầm đứa mà ít uống thuốc mà lâu lâu cho uống thì cũng khó chứ không có dễ đâu. Quách này thì nó hơi chậm. Nó hơi chậm thì mình mới làm được chứ gặp như dòi khè cũng hơi khó đó. Khó thôi. Thì mình phải dự trù, một viên nó nuốt không được thì mình xài viên khác. Khế này nó nhiều chuyện quá trời. Ai mà nuôi mèo tới già sau này nó dễ bệnh lắm. Con nào già cũng bệnh hết, không bệnh này thì bệnh kia. Quách nó bệnh hơi sớm là tại vì từ nhỏ nó bị bỏ từ lúc chưa mở mắt. Thì mình đem về mình cho uống sữa bình chứ nó đâu có uống sữa mẹ đâu. Lớn lên nó mới bị tập chân. Thuốc này uống được 2 ngày còn 3 ngày nữa. Mình thấy nhiều chuyện ghê luôn.